Chào mừng quý gia đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình làm cái video này để xả lỗ ha, hai cái bay này anh em. Đây là hai cái bay răng. Những cái bay này mình bán có thể nói là rất là lâu rồi, từ 4 năm về trước, 3 năm về trước, 4 năm về trước ha, rất là lâu rồi. Nhưng mà sau này nó có những cái bay mà loại cầm tay nhỏ nhỏ ra anh em, hai bay răng á ha, thì những cái dòng này nó bán chậm đi. Cái này là cán băng nhựa ha. Thì bây giờ mình sẽ xả cái bay này, giá chỉ có 50 ngàn cái thôi. Lúc trước cái này bán là 100 ngàn anh em á, giờ giảm 50% luôn, chỉ còn có 50 ngàn một cái nha. Anh em là có nhu cầu mua thì mình ghé mình lấy. Có hai size, nó là răng 6 và răng 8. Răng 6 và răng 8 có nhiều cái trưng bày nó bụi nha anh em á, thì mình mua thông cảm. Cái này thì trong hộp nó còn mới nè, còn cái nào mình mua trưng bày nó bụi thì những cái bay mình mua về mình cũng xài thôi nha. Đó, khi nào mình ngắm nghía thì mình lấy, chứ mình lúc mình mua về là mình xài anh em á, nên nó dính bụi chút xíu ha. Đó, một cái 6, một cái 8 đồng giá hết nha, chỉ có 50 ngàn cái thôi. Đó, 50 ngàn thôi. Thì thời gian tới bên mình sẽ có những cái bay mà để lâu nó hơi xét á, thì cũng có thanh lý, có xả những cái dòng đó, thì từ từ mình sẽ. Dòng này hiện tại đang còn nhiều nha. Ví dụ như còn cũng trăm mấy cái anh em ha, với bay này còn nhiều, trăm mấy cái chứ không mất đâu. Đó. Rồi ok ha, mình giới thiệu như thôi. Rồi thông số với lộn, cái bay này thì chiều dài bao nhiêu á, mình quên đo cho anh em. Chiều dài cái này á, là 280 mm nè, chiều rộng là 100, chiều rộng ở đây là 125 mm nè anh em. 125 mm, thấy không? Tính từ mép ngoài luôn nha. Còn chiều dài là 280. Cả hai cái thì đều vậy luôn, 280 và 125 nha. Đó, 124 ra tới mép ngoài nè. Đó. Thì cái bay này ứng dụng chúng ta cào hồ ha, chúng ta cào hồ ha, để chúng ta lát gạch rồi đó ha. Anh em, những anh em chúng ta làm hay chúng ta vuốt nè, để tạo cái rãnh của cái hồ á, khi chúng ta đưa viên gạch vô á, nó không có bị bọp. Khi mà anh em tạo rãnh, anh em đặt viên gạch vô á, thì cái những cái hơi bóng khí mà khi mình nén cái viên gạch xuống á, thì nó sẽ chạy ra hai cái rãnh đó, nên nó sẽ ăn đều hơn ha trên cái miếng gạch. Ngày xưa chúng ta chét, người ta lấy quét miếng hồ dọn, người ta bỏ vô cái ếch nằm ngay giữa, ịnh xuống cái gõ cốc cốc cốc, thì cuối cùng là bốn cái ngã tư, ngay cái ngã tư anh em, thì nó sẽ bị bọt ha, nó không có hồ dầu, là không muốn tới thì bọt. Còn những cái dòng bay này giờ kéo kéo ăn hết luôn, ăn đều hết viên gạch luôn ha. Đó. Rồi ok, anh em nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại dưới được mua hàng. Mấy dòng này giá tại cửa hàng chưa có gồm phí ship nha, anh em ở tỉnh thì cộng thêm tiền ship khoảng 30 ngàn rồi đó. Còn anh em ghé cửa hàng thì giá 50 ngàn thôi ha, giá đã shop rất là mạnh luôn. Bình thường nếu anh em mua thì phải tới ở tỉnh thì tới 130 rồi, còn ở thành phố thì mình ghé là 100. Mà cái đó là rồi giá của mấy năm về trước rồi, lúc thời điểm đó là những cái bay mà kia nó chưa có ra ha. Còn những dòng này nó ra, nó bắt đầu nó gọi là xả đẩy kho đi với anh em ha, cho nó hết kho đó, rồi khi đó không có về nữa nha, bỏ luôn không có về nữa. Rồi ok nha, anh em mua thì liên hệ. Một nữa cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.